các bạn, bây giờ mình quay qua cái đoạn mình lái xe mình đi ra chợ các bạn, cho gì cần mua. Giới
mình thấy là vĩ đại, lo cho dân. Đó, các bạn thấy không? Cho mấy người mà dưới 75 ngàn, mỗi người vợ chồng là mỗi người được 1,200, vợ chồng 2,400, đích dưới 17 tuổi là 500. Mình thấy cái nước người ta lo cho dân, bởi vì người ta nói là thường thường là nó là dân giàu là phải nước mạnh, làm cho người ta không có bị hoang mang. Cho dân thương người, bởi vì nước Mỹ người ta mới giàu, lúc nào người ta khó khăn hay là họ cũng ít khi nào khó khăn. Mà thấy nước Mỹ rồi nước Mỹ nó giúp nghèo nhiều, giống như các bạn cứ nghĩ đi, gia đình nào giàu mà gia đình nào mà bất nhân thì người ta cũng bị vậy, thấy không? Mà giàu mà người ta biết giúp người là bởi vì người ta giàu người ta còn có hạnh phúc. Không biết người giàu mà dạng như là làm những cái gì mà không hay người ta mới giàu thôi, còn những người ta làm lương thiện mà người ta giàu, cái người đó cũng mới là tốt. Như nước Mỹ này các bạn, bạn thấy nước Mỹ này không? Người ta giàu cả thế giới, người ta giúp, mà thứ nhất là còn China nó còn là đủ thứ gian xảo để nó muốn khống chế thế giới. Giống như ví dụ mình nước Anh, mình coi tin tức mình thấy nước Anh tầm mua cái thép thử nghiệm mà. Cái đó hồi xưa là người ta giúp cho nó, mà bây giờ nó bán lại mà nó bị hư hết trơn rồi, không có đúng. Mình thấy vậy đó, nó bán người ta 2 triệu đô la, bây giờ nước Anh người ta đang chuẩn bị người ta lấy lại cái tiền đó để coi như thế nào. Kinh khủng, bởi vì cái nước nghèo người ta, các bạn thấy không, người ta phải dùng mưu mô như thế nào để người ta kiếm lợi. Thời dịch này cho những người đi chợ người ta đi, nhưng mà người ta phải đi, người ta phải hên xui đi ra ngoài này, cần mua gì phải mua thôi. Nhưng mà những người kỹ mà phải với kỹ lưỡng mà khẩu trang và bao tay headphone nghe tai rồi, thì cái con virus này nó lây vô cái lỗ tai mình luôn. Đây là cái tiệm bánh mì Bakery các bạn, có thể thấy mình đang quay cái tên. Mà bây giờ tình hình Covid-19 này thì người ta cũng làm một số lượng rồi thôi, không có làm nhiều. Nên khi mình đi ra mình mua thì tới 10 giờ là cũng hết rồi. One get one, như 3 đồng hàng bốn bộ, còn mình mua chỗ khác thì 3 đồng hàng, người ta lấy lại cái bán có lời. Mà bên kia bánh mì ngon hơn các bạn, nhiều khi người ta bán tới giờ này hết rồi mình cứ đi qua bên chợ Việt Nam. Nhưng mà nó làm bánh mì cho người ta bán rất là ngon, nó chiên già ngon. Còn đây nó bán bay qua nhất qua xong ăn cái bánh mì nó không ngon.
nó làm trắng trắng. Rồi thì mình ở cái tiệm bánh Wichita này có cái tiệm bánh mì này bán bánh mì này giống như Việt Nam của mình nên người ta cũng mua nhiều, nhưng mà thời gian bị Covid này thì người ta cũng làm lại ít số lượng. Nhìn cái lái qua bên mình chợ Việt Nam các bạn, chợ lớp chi mất kịch. Nhưng mà cho mình cảm thấy cái mùa dịch này là mấy cái người chợ xá người ta làm ăn được, làm ăn được các bạn, và buôn bán phẩm và cái gì cũng được. Thời đại dịch này trên mình nó đậu hết rồi nha, mà đậu vậy là cũng đặc đó. Tới chợ Việt Nam nói chung bây giờ mình đi tới chợ nào mình cũng phải đeo khẩu trang bao tay các bạn, kỹ lưỡng. Nhưng mà trước khi mình đi chợ mình ra đó mình phải vũ nó rồi mình lấy cái khăn giấy mà là clean nó không, mình phải clean nó trước khi mình ra, nhiều khi mình đụng đồ á đó, mình kỹ như vậy, từ từ mình clean. Kiểm chút là ok. Đây là chợ Lucky Market các bạn, mình sẽ vô quay chút xíu cho các bạn xem. Ok các bạn, bây giờ mình đã đi ra chợ Việt Nam. Bây giờ mình mua cái gì vậy? Nhanh mình về thôi, mình không có đứng lâu các bạn. Cái vi trùng này nó vô hình đó các bạn, mình không biết ai bệnh không bệnh. Đó, mình ra mình tháo cái tay ra rồi lát mình đeo lại. Mình phải vũ ngoài. Nhiều khi nó bám vô cái khẩu trang mình. Vũ nha. Mình
hết. Ai cũng đeo tai. Nói chung là người Việt Nam mình rất là tuân thủ theo luật nha. Còn người Mỹ có người ta đeo, người ta không có đeo. Bây giờ người Mỹ người ta cũng sợ rồi, người ta đeo hết 80%, 70% rồi các bạn. Nghe bị bệnh nặng người ta mới đeo. Chết. Bởi vì người Mỹ người ta bệnh nhiều mà. Việt Nam mình này lo xa đủ thứ hết. Bởi vì mình mới đó, mà đeo. Đi vô chợ Việt Nam là đa số, đa số là người ta đeo khẩu trang hết. Người chợ bây giờ người ta còn sợ người ta đeo khẩu trang. Đi lên Costco. Costco mình đi thêm cái gì nữa. Mình đổ xăng đi các bạn. Mình tiếp tục đổ xăng. Các bạn mình nên nói tình hình bây giờ xăng rất rẻ luôn các bạn, mà không ai đi đâu hết. Thank you.
lương tâm nghề nghiệp các bạn. Mùa dịch này thấy khủng khiếp luôn, tội nghiệp bác sĩ y tá nhất. Có lây bệnh này nọ là có này nọ là chỉ có dòm qua hai phát thôi, ngoài ra không có đi, mà đi về thăm gia đình này nọ cũng đứng ở ngoài. Rồi mình thấy cái cảnh lần đầu tiên mình thấy mùa dịch này nó khủng khiếp vậy. May là mình ở thành phố cũng nhỏ nên cái không có được nhiều, nhưng mà hiện giờ thành phố mình cũng có những lượng nhiễm cũng 100+ thôi, chết không biết bao nhiêu, 1-2 thôi. Còn những thành phố mình thấy cảm thấy những cái thành phố lớn du lịch đó, thấy không, đụng tới là thấy nhất là cái mùa dịch này nguy hiểm quá. Hồi xưa mình cũng nghĩ mình ở đây buồn quá, mình định mình đi qua những cái địa bàn đó mình sống, giờ mình lại cảm thấy mình sợ, không dám đi ở thành phố nhỏ như nào tốt này, thương người dắt người, mình cứ đi chơi thì đi, mình về ok, giờ không mà dám ở những thành phố lớn rất phức tạp. Nhưng có chuyện gì là ở thành phố lớn là có chuyện không? Ví dụ Las Vegas như vậy đó, các bạn thấy không? Đổ xăng Costco Costco bán xăng rẻ luôn. Oh. Không khí cho mình cứ đeo khẩu trang các bạn, chắc ăn đó, giờ mình đeo khẩu trang rồi chắc ăn, đeo vào tay thứ nhất là đổ xăng đó, cầm vô mấy cái cầm tay đổ xăng các bạn, di trùng không đeo vô chắc ăn. Đó, mình đeo vào tay luôn đó các bạn ha. Mình quên mà mình đeo headphone nữa chứ. Thứ nhất là vô chợ Mỹ các bạn, chợ Việt Nam mình không đến nổi, đeo headphone vô. Mình quên đeo headphone luôn. Mà wow, headphone Apple nha các bạn, mình đeo vô là chắc ăn. Nói chung là người châu Á mình, người Việt mình là xuyên, người biển, người Mỹ người ta là biến, người ta sợ đeo khẩu trang, rất là xấu xấu, không nghĩ tới bệnh. Đó, trước khi người ta đổ xăng á, người ta lợi người ta chùi luôn đó các bạn, người ta lợi là trước khi người ta đổ xăng rồi cái người bảo vệ, cái người làm ở đây á, người ta lại người ta chùi, đó kỹ chưa? Em quay cho các bạn xem nha. À, ta chùi á, đó các bạn thấy không? Có một đồng 55 các bạn, đó đang xăng 91 các bạn, đồng 55. Còn cái kia là có đồng 3+ thôi.
bây giờ mình đổ xăng rồi, bây giờ mình chạy vô Costco. Ok các bạn, bây giờ đây mình tới đầu mục kinh của Costco. Giờ mình đi vào trong coi có gì lạ. À, đây là máy giặt Samsung nè các bạn. Mọi người bán 499 các bạn. Ồ, đẹp đúng. Đó, thấy không? Cái hàng này hàng bị stuck thế này nè. Này renew luôn các bạn, không có bị gì hết. Trời ơi. 199 à. Mà đã luôn. Đây chỗ bán kim khí điện máy rồi. Quay tổng quát cho bạn xem nha. Chụp mắt là mình thấy máy giặt là xinh xinh rồi, ok. Wireless 29 đồng các bạn. Wireless mouse computer 29 đồng. Máy này rất tốt các bạn. XP và TV các bạn. Đủ thứ đó. Costco của Wichita mình rất là ổn định các bạn. Một bộ Samsung các bạn mới ra nè mà. Galaxy Watch SE 2 259 đồng. Cái hộp mà là 239. Speaker nè, bước này mới ra là 49 đồng, đẹp lắm. Cái này speaker speaker đi. Ở đây là có cô này các bạn, các bạn social distancing nè. Chính phủ phải là cái này là poke nha các bạn mua chú ý nha, cái này là poke mới ra và tham gia kính đầu có xung xung là XD thôi 200 đô monitor là monitor các bạn. Đây là number 5 các bạn, có loại bút thank you.
the west. And west, I don't know. Could be leaving the target for Jamie and the back home too.
có nghe là chúng mày bán dù ghế luôn, nó đã quá. Mình mua 14 đồng ngoài năm nay bán nó 9 đồng rồi.
chín nè các bạn. Biết ngọt không nữa, chắc mình thử mua cắm. Đây là apple các bạn. Mình kiếm apple Uzi thì nó còn, mà nó đang có thể kiểu Uzi. Thấy hàng là hàng bán có xô, trời ơi quá dữ luôn. Bây giờ giấy vệ sinh ở trong kia cũng còn ra đóng luôn à. Đó, đem ra đây luôn. Đó, thấy không, quá trời luôn. Power, trời ơi, bây giờ để ngay chỗ này để cho ta thấy luôn. Ở trong kia nữa, có cô đồ khủng khiếp luôn các bạn. Các bạn thấy không, các bạn vô mua. Trời, không có tiền là mua thôi các bạn. Trời ơi, tiền biết bao nhiêu mua hay cho đủ. Quá dữ luôn. Một cô hàng quá trời luôn. Cò này là bự nè, rẻ hơn ngôi du lịch luôn, 9 đồng mấy. Bự luôn. Bạn bữa mình mua cho cò này 7 đồng mấy nè. Lên cái tiền hàng nó chắc sót tiếp nha cò. Si
cứ có cô đến tiền có hai chiếc xe để mà quảng cáo. Ok, video mình tới đây kết thúc các bạn. See you các bạn nha. Sẽ có lần video để hẹn các bạn video clip tiếp theo của channel của mình nha các bạn. Thank you.